Chào bà con nha, hôm nay thì bà con sẽ năng Linder nè, sản xuất sẽ lắp tại Đức nè, lên Mani của Đức nè, lên Mani, đây lên Mani của Đức, 2 tấn nha bà con, 2 tấn dầu 2 ti nha, mát động bình thường nha, nó càng dài 1,5 m nha bà con, đây, con số nó là 2 tấn trừ 3, 2.000 kg, năng được 2.000 kg. Tổng số lượng là 4.100 kg. Lên Mani của Đức luôn, xe của Đức luôn, Made in Germany luôn nè. Xe còn khá đẹp nè. Máy xe hoạt động bình thường. Bô cao mà con chạy trong nhà không sợ gây ô nhiễm nha. Rất dễ chạy nha bà con. Đây. Đề rất là dễ chạy. Chạy rất là ngon. Ô rất là cao. Này nó chạy 1.800 giờ nha bà con. Đề rất là nhẹ chạy. Lên càng xuống càng rất là nhẹ. Càng xuống càng rất là nhẹ. Rất là nhẹ rồi con ơi, chị em phụ nữ lái được luôn, có đèn đuốc luôn. Nó rất là nhẹ rồi con ơi. Hai ti hai đao 2 tấn sản xuất tại Đức. Máy rất yên nha bà con, nhờ máy bà con coi nha. Giờ tao nghe thử con máy này nha bà con. Coi nó im cỡ nào. Mặt này lên. Để máy thử nha. Anh bấm 4 máy anh. Dạ nó kêu cho nó hàng anh. Giờ nữa nó quá. Chưa biết đâu anh, tại sao lo nó về. Máy nổ rất yên rồi con. Có đi 3 máy à, nổ rất là thích kim luôn nha. Lên càng xuống càng rất dễ dàng. Mà con khó đập ra nha. Lên càng xuống càng mà con khó đập ra.
sang càng luôn mà con, sang quá càng lái luôn nè, nó rất là tiện, khó đập ra mà con ơi, để làm dầu diesel luôn nha, rất tiện. Máy chạy rất im đi, rất là nhạy. Chạy rất im rồi con.